Dạ hai, Bảo Việt xin kính chào tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại kênh Nhà Giá Rẻ Giáp Bình Chánh. Đầu video, Bảo Việt xin kính chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe và sớm tìm được căn nhà ưng ý cho mình. Dạ cô chú anh chị ơi, hôm nay Bảo Việt mặc một cái áo đỏ tươi luôn để review căn nhà hôm nay cho cô chú anh chị mình có được một sự may mắn để gia đình mình đón lộc vào nhà. Thời gian qua cô chú anh chị mình có quan tâm kênh Nhà Bảo Việt, cần tìm một căn nhà mặt tiền vừa ở tiện lợi để mình đậu xe ô tô 4 chỗ 7 chỗ, hoặc là cô chú anh chị mình kinh doanh buôn bán tạp hóa nhỏ lẻ, quán ăn, quán nước, thì căn nhà hôm nay cô chú anh chị mình gán xem hết video cùng Bảo Việt ha, có một cái mức giá rất là hợp lý luôn và rất tiện lợi cho cô chú anh chị mình kinh doanh. Với cái diện tích ngang năm dài cho 15m, một căn nhà trên 70m2 thổ cư sẽ chắc chắn đáp ứng cho cô chú anh chị mình ở được khoảng tầm 3-4 thành viên. Và địa chỉ nhà hôm nay thuộc khu vực xã Mỹ Lộc Đắc, ở tại thị trấn luôn nha cô chú anh chị. Thời gian vừa qua thì cô chú anh chị mình đã từng xem kênh Nhà Bảo Việt rồi ha, sẽ có những căn nhà pháp lý sổ hồng riêng, pháp lý đảm bảo nè. Những ai đã từng mua nhà của Bảo Việt rồi, Bảo Việt thông qua clip này chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều. Thì để Bảo Việt giới thiệu chi tiết về cái tuyến đường này cho cô chú anh chị mình biết ha. Đây là một cái trục đường đan rộng khoảng tầm chiều ngang là 4m nha cô chú anh chị, xe ô tô, xe tải đi tới nơi luôn. Đây là một cái khu dân cư đã hiện hữu rồi, dân cư mọc hai bên đường luôn, nhà hai mặt ha, thì cô chú anh chị mình tiện lợi kinh doanh. Và nhà mình kết nối ra tuyến đường lớn tỉnh lộ 835, trường học cấp 1, cấp 2, chỉ cách nhà mình đâu đó khoảng tầm 300m thôi cô chú anh chị. Tất cả thông tin Bảo Việt cung cấp là hoàn toàn chính xác 100% ha. Và từ vị trí này cách khu vực ranh Bình Chánh vỏn vẹn đâu đó khoảng tầm 10 phút đi xe đó cô chú anh chị, chỉ khoảng tầm 4 cây số thôi ha. Cô chú anh chị mình đi đến chợ Bình Chánh mất khoảng 7 phút đi xe, đi đến khu vực ngã ba Tân Kim chỉ mất khoảng tầm 10 phút thôi nha cô chú anh chị. Thì đây chính là căn nhà của mình nè cả nhà. Một căn nhà rất là đẹp luôn cô chú anh chị, với thiết kế một trệt một lầu nằm ngay mặt tiền đường ô tô luôn, để cho cô chú anh chị mình đi lại thuận tiện ha. Thì trước khi vào căn nhà thì cô chú anh chị mình thấy nè, ở nhà của mình thì cũng mới vừa hoàn thiện luôn cô chú anh chị, còn khoảng tầm là 20% nữa thôi, chỉ còn những cái nội thất nữa thôi là nhà mình đã được ở luôn nha cô chú anh chị. Phía trước sân nhà, cổng nhà của mình đã có hàng rào sắt bảo vệ rồi, có hai cái trụ cổng cô chú anh chị mình thấy rất là sang luôn ha, có ốp đá hoa cương rất là đẹp luôn ha. Xung quanh nhà mình ốp gạch nè, đá này rất là đẹp luôn cô chú anh chị, đá màu chắc luôn, cô chú anh chị mình lau chùi vệ sinh rất là dễ ha. Cốt nền nhà mình cao hơn mặt đường là tầm khoảng 2 tấc luôn, những ngày mưa lớn ở đây thì cô chú anh chị mình cũng không có sợ bị nước ngập. Và sân nhà của mình rất là rộng rãi luôn ha. Đây cũng có một người chú đang rửa sân để sạch sẽ, để bàn giao cũng như là dắt khách vô cho cô chú anh chị mình xem. Hôm nay Bảo Việt tranh thủ vào đây review để giới thiệu cho cô chú anh chị mình. Nếu như thích căn nhà này thì gia đình mình cứ nhấc máy lên gọi trực tiếp cho Bảo Việt qua số điện thoại 0933827963 nha cả nhà. Nhà mình là có cửa nẻo đầy đủ hết ha, mái nhà nè, lợp la phong đầy đủ hết, rất là mát luôn cô chú anh chị. Và mặt dựng của căn nhà của mình thì cũng đã ốp đá vong kiến rồi, có những cái hình văn lượng sống rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Sân trước nhà này thì gia đình mình có thể buôn bán tạp hóa được, mình mở quán ăn hoặc là quán nước nhỏ nhỏ ha, rất là tiện lợi luôn, vì căn nhà của mình ngay mặt tiền thì rất là thân thiện của chú anh chị. Hoặc là những ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật ha, mình tụ họp người thân về đây tổ chức những cái buổi tiệc nhỏ nhỏ ha, mình bắt bàn bắt mâm trước này rất là rộng rãi luôn cô chú anh chị. Gạch mà lát sân nhà của mình đó cô chú anh chị là gạch 60 ha, đá chống chân trượt luôn cô chú anh chị. Nó hiện tại bây giờ chú đang quét dọn nè, có nước mà Bảo Việt đi nè cô chú anh chị mình thấy ha, rất là nhám luôn, rất là thích hợp với những cô chú anh chị mình ở không có sợ mà chân chợt như cô chú anh chị. Trước khi mình vào không gian phòng khách thì gia đình mình thấy đây, căn nhà của mình sẽ có một cái lớp cửa 4 cánh bằng nhôm sinh pha kết hợp với lại là kính cường lực dày khoảng tầm 6 ly, bảo vệ cho căn nhà của mình rất là chắc chắn. Không gian phòng khách của mình thì cũng tương đối vừa vặn nha cô chú anh chị, vì căn nhà này mình thiết kế ha, mình chừa khoảng sân để cho gia đình mình đậu ô tô, mình buôn bán kinh doanh được, cho nên là phòng khách mình sẽ nhỏ lại đôi chút ha cô chú anh chị. Ở đây thì mình bố trí một cái bộ ghế sofa nhỏ nhỏ mình tiếp khách thì rất là tuyệt vời luôn. Gia đình mình thấy đây nè, phòng khách của mình rất là mát và thoáng cô chú anh chị, vì mình sẽ có một lớp cửa sổ ha, gia đình mình mở ra mở vào cho thoáng gió thoáng khí. Thì nhà mình hiện tại bây giờ cô chú anh chị đang trong quá trình hoàn thiện ha, cho nên là điện chưa có nha cô chú anh chị,
đồng hồ, điện riêng, nước riêng hết. À, gia đình mình đợi vài hôm Bảo Việt sẽ vào đây review một lần nữa cho cô chú anh chị mình xem. À, còn gia đình mình cần xem căn nhà này liền thì cô chú anh chị mình nhắc máy gọi cho Bảo Việt trực tiếp qua số điện thoại 0933827963 nha cả nhà. À, và mặt dựng này thì cô chú anh chị mình thấy nè, mặt dựng tam cấp cũng ốp đá qua cương rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Bậc tam cấp này thì cô chú anh chị mình để được những cái bình hoa, những cái bình rượu ha, rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Và khu vực nhà miếp của mình ở đây khá là trống trải luôn ha. À, cô chú anh chị mình thấy căn nhà này rất là đáng tiền luôn. Gia đình mình gắng xem hết video này cùng Bảo Việt, Bảo Việt sẽ báo cho mình một cái giá rất là hợp lý. Căn nhà này pháp lý sổ Hồng Liên thì gia đình mình vay ngân hàng được nha cô chú anh chị. Ở đây thì có nơi cấp thoát nước của máy giặt luôn. À, có máy giặt mình để ở đây rất là vừa vặn. Bên đây là khu vực nhà bếp của mình được thiết kế theo hình chữ L, đã có tủ bếp dưới rồi nha cô chú anh chị, có bồn inox 304 để cho mình rửa rau, rửa cải, rửa đồ ăn. À, và căn nhà này mình sẽ có một cái nhà vệ sinh bên dưới tầng trệt để cho cô chú anh chị mình tắm rửa, mình đi vệ sinh ha, rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị ơi. Căn nhà này chỉ trên 1,4 tỷ tí xíu thôi đó, mà cô chú anh chị đã mua được nhà pháp lý sổ riêng, mặt tiền đường kinh doanh được, thời điểm này là cực kỳ hot luôn cô chú anh chị ơi. À, Bảo Việt vừa mới sưu tầm căn nhà này của một người anh. À, anh đang rất là kẹt tiền, ký gửi cho Bảo Việt bán lại ha. Cô chú anh chị mình nếu có thích thì tranh thủ liên hệ trực tiếp cho Bảo Việt nha cả nhà. À, gia đình mình thấy lên những bậc cầu thang của mình cũng rất là đơn giản và dễ dàng ha cô chú anh chị. Gia đình mình có những cái người lớn tuổi, mình đi đứng cũng rất là thuận tiện luôn. Ở đây là căn phòng ngủ đầu tiên của mình nè cô chú anh chị. Căn phòng này thì sẽ dành cho những cái em nhỏ ha trong gia đình. À, mình có thể mình để được một cái bàn học ngay tại vị trí này nè ha. À, mình bố trí tủ giường đệm vào thì rất là thích hợp luôn. Cuối nhà của mình ở trên tầng lầu căn phòng ngủ này có một cái cửa sổ rất là mát. Đối diện khu vực nhà mình phía sau nhà thì có một cái công ty xí nghiệp rất là lớn nha cô chú anh chị. Xung quanh ở đây dân cư đã full kính đặt hết rồi. À, gia đình mình về đây rất là an ninh và có hàng xóm cho mình luôn. Nhà này là tường riêng, móng riêng, cột riêng hết nha cô chú anh chị. Và đây chính là khu vực nhà vệ sinh bên trên tầng lầu. Ở hiện tại bây giờ thì đang trong quá trình hoàn thiện như cô chú anh chị, cho nên là chưa gắn những cái nội thất cơ bản ha. Ở gia đình mình xem chi tiết đi, khi nào mà hoàn thiện Bảo Việt sẽ quay cho cô chú anh chị mình một lần nữa. Đây là căn phòng ngủ thứ hai của căn nhà mình đây. Đó, khá là rộng rãi luôn cô chú anh chị. Đó, gia đình mình thấy ha, nhà của mình nó có màu xanh hy vọng luôn nè, màu xanh da trời ha, nhìn rất là sáng cô chú anh chị. Và căn nhà này của mình thì cũng có một cái lớp cửa sổ ha, gia đình mình mở ra mở vào cho thông gió thông khí nha cô chú anh chị. Và phía ngoài đây thì căn nhà này của mình có một cái ban công để cho gia đình mình trồng hoa trồng kiển rất là thích hợp luôn. Hiện tại bây giờ còn lăng căn nhà nữa nha cô chú anh chị, là mình đã xong xuôi bàn giao cho cô chú anh chị mình. Thì gia đình mình đã xem tất cả hình ảnh thông tin rất là rõ ràng rồi. Nếu như cô chú anh chị mình có thích căn nhà hôm nay thì cứ nhấc máy là gọi trực tiếp cho Bảo Việt qua số điện thoại 0933827963 nha cô chú anh chị. Để bây giờ Bảo Việt xin đo hướng chính của căn nhà này và báo hướng, báo giá cho cô chú anh chị mình luôn ha. Nhà pháp lý sổ hồng riêng thì cô chú anh chị mình yên tâm rồi ha, không có lo gì mặt pháp lý. Căn nhà này có hướng chính bắc luôn nha cô chú anh chị. Nhà của mình là có hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh với thiết kế một trệt một lầu, diện tích ngang 5 dài cho 15 m trên 70 m vuông như cô chú anh chị. Nhà mình là pháp lý sổ hồng riêng, mặt tiền đường nhựa 4 m cô chú anh chị mình kinh doanh buôn bán tạp hóa được, đậu ô tô, đậu xe 16 chỗ hả, rất là tiện lợi luôn cô chú anh chị ơi. Và căn nhà này có giá chính thức là 1,450 triệu hả, bên Việt bao cho cô chú anh chị mình tất cả chi phí sang tên. Và điều đặc biệt căn nhà này cô chú anh chị mình còn thương lượng trực tiếp với anh chính chủ luôn nha cô chú anh chị. Bán kính trong vòng 300-400 m trở lại sẽ có chợ, trường học, ủy ban xã, rất là tiện lợi để cho cô chú anh chị mình hỗ trợ mua sắm. Và nhà của mình thuộc địa chỉ là xã Phước Lộc, phường Đắc Thị Trấn nha cô chú anh chị. Từ nhà mình kết nối đến khu vực ranh Bình Chánh vỏn vẹn là 3-4 km ha. Cô chú anh chị mình muốn đến đây xem nhà thì liên hệ trực tiếp cho Bảo Việt qua số điện thoại 0933827963. Bảo Việt sẽ gửi định vị cho cô chú anh chị mình đến tận nơi luôn ha. Và cuối video thì Bảo Việt xin kính chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe và sớm tìm được căn nhà ưng ý cho mình. Gia đình mình nhớ nhấn nút like cũng như đăng ký kênh để luôn theo dõi những video tiếp theo. Và bây giờ thì Bảo Việt xin kính chào và hẹn gặp lại cả nhà. Xin chào tạm biệt cả nhà.